Chưa không? Kiểu buôn lâu rồi không sẵn sàng. Cái này này. Không một bạn. Không đóng đầu nắp nó khô như mỏ. Thì bây giờ gọi không có bút nhá. Không được. Thì không đóng đầu lắm. Có khô không? Thì nào? Em đâu? Xóa luôn. Người xóa luôn. Chưa làm được. Em đỏ. Mấy cái bột đấy vứt hết đi. Vứt hết đi. Hoàng Thị Hoài ạ. Ok, cho chị số luôn đây đi. Inbox đi Hoài ơi, inbox chị nhá. Nói trên line là tí. Thế là chị list xong là chị quên luôn. Nói trên line là list xong là quên luôn. Cái hơi to. Trời, cái quạt ấy, do cái quạt ấy. Rồi em chuẩn bị lên đồ nhá. Nhưng mọi người đang xem live thì cho em like xin một chấm này. Mọi người đang xem clip cho em like xin một chấm. Nghĩa là buổi tối ngày hôm nay thì xem clip váy cho mọi người nhá. Nhưng buổi tối ngày hôm nay em xem live váy. Toàn siêu phẩm thôi. Đó mọi người nhá, vào trang fanpage của em đi. Đừng xem trực tiếp ở trên cái phát chung. Hãy vào trang fanpage cho em này. Buổi tối ngày hôm nay là toàn là, nghĩa là có cả váy 2 dây các kiểu, rất là nhiều váy 2 dây nhá. Đó em ghim đi. Bán ưu tiên chốt siêu phẩm. Áp dụng chia sẻ đi. Đó mọi người nhá, em giá, nghĩa là buổi tối ngày em bán giá tri ân, giá sale cho mọi người. Nhưng mà các tình yêu nhớ nhá, cảm ơn là hãy chia sẻ giúp em là một lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em làm nhá. Một lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm giúp em làm đi. Không biết điều này của mình làm sao ít người xem cực kỳ luôn. Xem cực kỳ luôn. Hello này. Trời ơi, ít người xem quá em không muốn like này. Không lên được này. Trời ơi, có 19 người xem thôi. Rồi, chuyển xuống 18 rồi. Không hiểu tại sao luôn. 3 ngày hôm nay rồi, trang fanpage bị làm sao ý. Như kiểu bị chặn tương tác, bị hạn chế. Ngày xưa thì nhiều người xem kinh khủng. Bây giờ cũng lại đẹp ngang thì 3 người xem thôi. Không thì không thể like được rồi. Không lên được người xem ý. Đông đông người xem cho em các chị nhá. Nên đông người xem giúp em này. Ít người xem quá. Càng ngày càng giảm người xem. Cái quạt này. Cứ bị thế này này. Em quay ra chỗ khác. Cho chỗ em đó, ok. Rồi các chị ơi, đang xem live cho em xin một chấm này. Điên à, tắt đi rồi mà chết nóng luôn đấy. Rồi không lên được người xem hôm nay làm sao ấy. Các chị ơi, đang xem live cho em xin một chấm nào. Chấm bài cho em làm đi. Nên người xem lên view cho em nhé.
Cái áo mặc vào vậy, mặc áo sao? Mà bay quá. Mày cứ như con đời. Em lên đầu luôn nhá. Mọi người nếu mà không muốn bị ẩn comment, ẩn tương tác thì chấm bài cho em Lan ạ. Và chia sẻ cho em nhé. Mở mờ đấy. Bụp bụp. Bùm bùm. Facebook kế thế thì chả bùm bùm. Rồi bắt đầu bán hàng đi. Thôi kệ đi. Rồi bắt đầu bán hàng. Coi là dạng áo váy nhá. Con này tầm khoảng 46, 47 cân quay đầu. 47 cân quay đầu. Tối hôm nay chốt cho em mã số 1 89.000. 89k mã số 1 này. Tầm 47 cân quay đầu nhá. 89.000 mã số 1. Mã số 1 89.000. Mã số 1 89.000. Tớ con này size ML này nhá. Con này size ML. Địa pink khủng luôn. Mặc cái nào này. Đây cái này là kiểu chế vai này cho em này. Đó size ML nhá. 99k mã số 2. À đấy con này chốt cho em 99.000 mã số 2. Thế là mình mặc lên vai của nó sẽ như thế này này. Mã 1 của chị Trân Chui. Ngồi dịch cho đây đọc cho đi. Tôi mã số 2 99.000 siêu đỉnh luôn. Đó, ai lấy mã số 2 chốt cho em mã số 2 99.000. Tôi lên con theo hàng hiệu cho tình yêu size ML vừa nhá. Mã 2 của chị Hoài Tít. Này, đẹp chưa? Cái này theo tay này cho em, theo tay này này. Chất lượng lượng mình mới nhá. Chốt hàng kèm theo số điện thoại cho em đúng cú pháp đi ạ. Tôi một con sơ mi theo tầm 56 cân quay đầu, bật bóng điện đi bye bye. Rồi theo cho em này, chốt cho em mà theo 89.000, theo 89k kèm số điện thoại, theo 89.000 kèm số điện thoại nhá, theo 89k kèm số điện thoại này. Rồi một con lông nhá, lông này tầm khoảng 45 cân quay đầu, mã số 4 79.000, 79k mã số 4 này, dịch ra đây cho các anh. Mã số 4 79.000, con này tầm 46 cân quay đầu đi. Mã số 4 79k cho em Lan. Đó, ai lấy con này chốt cho em mã số 4 79.000. Mã 4 của chị Ca Thi. Rồi, một em váy đen lông. Đó. Cái này có cái đai rất là xinh. Và cái đoạn này, cái tay với cả cái thân của nó này rất là đẹp. 48-58 cân quay đầu. Chốt cho em mã đen 80.000. Mà đen 80k kèm số điện thoại. Mà đen 80k kèm số điện thoại. Không có số điện thoại em không chốt đơn nhá. Các chị không có số điện thoại em sẽ không chốt đơn. Kể cả khách quen cũng thế, không có số điện thoại không chốt đơn. Rồi 52 cân đổ lại này. Mã số 10 80.000. Mã số 10 80k giúp em ạ. Mã số 10 80.000. Mã số 10 80.000. Mã đen của chị Hoài Tít. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi. Con này rất là đẹp này. Con này là size L, ai vừa size L chốt size L cho em. Các chị ơi đang xem live cho em xin một chấm này. Thế sao chỉ có 2-3 khách quen chốt thôi nhỉ. Rồi con này size L. Rồi đẹp quá. Này, đẹp chưa. Váy này kèm lơ đỏ nhá. Vàng 2 lớp cô. Rồi con này chốt cho em này. Mà số 20, 99.000. 99k mà số 20. 99.000 mà số 20. 99k mà số 20. Rồi một em hàng hiệu size M. Phải tầm khoảng 55 cân quay đầu. Cái này váy mùa thu cho em nhá. Váy mùa thu hàng hiệu này. XS mà sao to quá nhỉ. Các chị chốt hàng kèm số điện thoại nhá. Chốt hàng không có số điện thoại không chốt. Lưu ý là chốt hàng không có số điện thoại em sẽ không chốt. Mã 20 của chị Nhung Milano. Có số điện thoại mới chốt nhá. Không có số điện thoại không chốt. Đây này, con này size S hàng hiệu nhá. Con này mua mới chắc là phải hơn 1 triệu đấy. Cái chất màu thu cho em này. Nhưng mà tầm khoảng 50 XS nhưng mà tầm khoảng 50 mấy cân.
Quay tầm khoảng 53 cân, 53 cân quay đầu này. Chốt cho em mã số 2299. Mã số 2299K. Váy này chất liệu mùa thu nhá. Đẹp đẹp. Mã số 2299. Rồi. 58 cân quay đầu nhá. 58 cân quay đầu. 58 cân quay đầu này, mã số 24. 89k mã số 24. 89.000 mã số 24. Rồi tương tác chán chưa? Mã số 24 89. Mã số 2489. 58 cân quay đầu này, mã số 25. Sao chốt hàng hoàn không cho số nhỉ? Mã số 25 100k cho em, 100k mã số 25. Đó, ai lấy con này chốt cho em 100k mã số 25. Chị bụp bụp chốt báo 24 cho em xin số nhá. Em thấy luôn chắc là em phải nghỉ cái clip này mất. Em đã bảo là mọi người chốt hàng thì làm ơn là cho em số điện thoại đi. Em nói đi nói lại, nó tái nó hồ rồi mà vẫn không cho em số điện thoại. Không cho số điện thoại, hủy đơn, đơn luôn, không chốt. Từ con này 50 cân đổ lại nhá. Chốt cho em Babydoll 60.000. Babydoll 60k. Ai lấy Babydoll chốt cho em Babydoll 60.000. Mã 25 của chị Hoài Thít. Rồi một con tay lưới nhá. Đuôi cá con này là kiểu dòng thiết kế cho em đấy, size S. Rồi chốt cho em mã thiết kế 85.000. 85k thiết kế nhá. Ai để thiết kế chốt thiết kế 85.000. Bạn vừa xong tí đừng có chốt thêm cái nào nhé. Yếm size màu cho em Lan. Yếm size màu. Yếm size màu này. Yếm size màu 69.000. 69k yếm size màu. Baby doll của chị Ca Thi. 69k yếm size màu nhá. Yếm size màu 69.000. Yếm size màu 69.000. Trời ơi. Cái này làm sao đây? Chúng mày lý giải cho tao được không? Ôi, ừ. Thôi thế. Điên à? Chị xem tay kia đi, nó may kìa. Bị căng. Mai của Yến cắt lốt tay này cho cho chị. Thiết kế của chị Đàm thiết Hương kế. Yến. Cân quay đầu trước em 100k mã số 2. 100k mã số 2. 58 cân quay đầu 100k mã số 2 giúp em Lan ạ. Cái này đẹp quá. 100k mã số 2 này. Chế vai nhá. Một em chế vai size M. Chế vai 90.000. Chốt cho em chế vai 90k kèm số điện thoại. Chế vai 90.000 kèm số điện thoại nhá. Chế vai 90.000 kèm số điện thoại. Rồi, hồng size S nhá. 50 cân đổ lại. 50 cân đổ lại. 4 mấy cân thôi. 47 cân đổ lại nhá. Hồng 69.000. Hồng 69k nhá. Hồng 69.000 kèm số điện thoại. Phải lấy dẹn list lại. Rồi zoom này. Zoom CL nhá. Hồng của chị Nguyễn Kha. Rồi zoom CL này. Zoom CL nhá. Chốt cho em zoom 70.000. Zoom 70.000 CL. Zoom 70.000 CL. Rồi đen này xinh quá. Đứt dây rồi. Rồi
Trắng lưới size S cho em này. Trắng lưới 60.000. Trắng lưới 60k kèm suối ngoại. Trắng lưới 60.000 kèm suối ngoại cho em. À để trắng lưới chốt trắng lưới 60.000 kèm suối ngoại. Trắng lưới size S nhá. À 50 cân đổ lại này. 50 cân đổ lại chốt cho em mã số 270.000. Mã số 270.000, 50 cân đổ lại. Mã số 270.000 này, 50 cân đổ lại. Hồng trắng lưới của hộ Hồng Khanh Nguyễn. Bốn mươi cân quay đầu này. Chốt cho em mã đẹp 80.000. Mã đẹp 80.000, 40 cân quay đầu. 40 cân quay đầu chốt cho em mã đẹp 80.000. Mã 2 của chị Phạm Thu. Con này siêu đỉnh, không ai chốt con này là thôi. Kẻ 120.000. Kẻ 120.000. 58 cân con này oversize đi. Kẻ 120.000 nghe. Quay về chưa điều chỉnh này. Mã đẹp của chị Trân Xui. Kẻ 120.000. Kẻ 120.000. Rồi ôi. 55 cân đổ lại. Xuất sắc. Kẻ theo của chị 99.000. Đồ đáng ghét. Theo 99.000. Theo 99.000. Chốt mèo theo 99.000. Năm mươi lăm cân quay đầu chốt cho em mã xanh 80.000. Mã xanh 80.000 để chưa. Rồi chốt cho em mã xanh 80.000. Xanh 80k. Đó, ai lấy xanh chốt xanh 80.000. Con máy theo quá đỉnh luôn. Không ai chốt luôn. Kiếm size S này. Kiếm xòe size S nhá. 69.000. 69.000 yếm xòe size S này. Xanh của Đàm Hương Yến này. Rồi yếm xòe size S cho em 69.000. Size S này tầm khoảng 50 cân đi. 50 cân con này đẹp nhá. Yếm xòe size S. Rồi hàng hiệu này. 45 cân quay đầu. Chốt cho em mã vàng nhá. Vàng 79.000. Vàng 79.000. Chốt cho em mã vàng 79.000. Chốt yếm đi. Vàng 79.000. Yếm của chị Thảo Tít. Rồi 2 dây cho em 50.000. 2 dây size M 50.000. 2 dây size M 50k nhá. 2 dây size M 50.000. Vàng của chị Tú Trinh Hương. 51 cân đổ lại nhá. Chốt cho em siêu phẩm 101. Siêu phẩm 110.000. Siêu phẩm 110.000. Siêu phẩm 110.000. Đẹp chưa? Này con yếm này. Rồi yếm size L. Siêu phẩm của chị Nguyễn Kha. Size L. Yếm size L 70.000 cho em. Con này đẹp quá. Cái chân của nó này. Yếm size L 70.000 này. Đẹp này. Yếm của chị Hoài Tít. Mày sát cho nó sử dụng. Đách chút. May được cho tắt mà nó. May được cho nó. May chị ngắn. Tắt tháo hết ra ấy. Thôi để sửa đi. Cái sửa đi. Rồi cái đỏ này đẹp quá. 50 cân đổ lại. Đẹp nhờ.
52 cân đổ lại vừa. Chốt cho em bảo đỏ 101. Đỏ 101 này. Trời ơi tay của nó này. Nay nhiều cái con kiểu bánh bèo vô cùng. Đỏ 101 giúp em nào này. Đỏ 101 này. Bây giờ mới lên được với xem này. Sao nó bị làm sao ấy nhỉ. Rồi 2 dây hồng lụa công chúa. Bản hở lưng nhất là trình yêu nhá. Con này đi mua không có đâu. Nếu mà mua đắt kinh khủng luôn. Đỏ xác định là tiền triệu cho em này. Đỏ của chị đậu đỏ. Rồi size S này. Size S nha. Chốt cho em hồng này 80.000. Hồng 80k size S. Ồ xinh quá. Này quét lưng này. Hồng 80.000 size S giúp em Lan. Rồi con này này. Cái viền cổ nó hơi bị bạc màu, bán rẻ nhá. Rồi bộ 55 cân đổ lại. Con này chốt cho em 50k kèm số điện thoại. 50.000 kèm số điện thoại cho em. 50k kèm số điện thoại. Một con baby doll. Hồng bầu bí mắc xinh này. Hồng của chị Phạm Thu. Đỏ size S này. 45 cân đổ lại này. Rồi con này chốt đi 47 cân đi. Chốt cho em mà yếm 60.000. Yếm 60k kèm số điện thoại cho em Lan nha. Yếm 60.000 kèm số điện thoại. Không, 49 cân đổ lại này. 49 cân đổ lại chốt cho em mã số 170.000. Mã số 170.000 49 cân đổ lại. Cái đấy bị bẩn rồi. Cái bị bẩn em không biết bây giờ cứ like đi. Không là mai tẩy em này. Rồi con này 55 cân đổ lại này. Đây nhá. Chói quá. Không lên được dáng váy này. 55 cân đổ lại này. Chói quá. Rồi chốt cho em mã gen 70.000. Thấy người đẹp quá chốt nhỉ. Gen 70.000 này. Gen 70k. Này. Đó, nó đẹp chưa? Nó bị chói bóng điện này, em không thể lên được dòng váy như mọi người xem. Mã 1 của chị Nguyễn Hương Lan. Lại bị rồi. Lại bị rồi. Rồi chốt mã gen 70.000. Hai dây đỏ size S này. Mã số 250.000. Mã số 250.000. Quá rẻ, hôm nay bán quá rẻ rồi. Mã số 250.000. Mã số 250.000 này. Mã rẻ này. Mã gen của chị Nguyệt Lê. Yếm hồng siêu phẩm size M nhá. Chốt cho em bà yếm hồng 100.000. Yếm hồng 100k siêu phẩm. Yếm hồng 100.000. Size M nhá. Xinh quá. Em mà để con này mặc thì thôi này. Yếm hồng 100.000. Có ghi hết má mà anh có thôi. Mã 2 của chị Thảo Tít. 53 cân, 52 cân này. 53 cân quay đầu chốt cho em mã số 4, 65.000. Mã số 4, 65k này. Mã số 4, 65.000. Yếm hồng Nguyễn Thà. Rồi con này đầu mà em có mặc này. Nhưng mà em đứng lại đi lại nhiều nên là không thể mặc váy cái này. Vừa mặc váy vừa like được. Yếm hồng của chị Nguyễn Kha. Oversize cho em. Đỉnh của đỉnh luôn nhá. Một con váy dáng oversize đẹp xuất sắc. Chốt cho em này. Siêu phẩm 101 kèm số điện thoại cho em. Siêu phẩm 101 kèm số điện thoại nhá. Túi váy siêu phẩm like trên đây. Mã 4 của chị Hạnh Phạm. Đây là bụng, bụng ở đâu nhỉ? Bụng ở đây à? Rồi con này size S này. 46 cân đổ lại nhá. Rồi xuất sắc luôn. Xám 80.000. Xám 80k kèm số điện thoại. Tầm 46 cân nhá. 46, 47 cân này. Đỉnh chưa? Chốt ngay xám mọi người nhá. Không hết này. Siêu phẩm của chị Minh Nhiên. Trời ơi, này. Một con thổ cẩm tiếp này. 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu. Mã số 10, 100.000. Mã số 10, 100.000 cho em. Mã số 10, 100k kèm số điện thoại. Mọi người chốt hàng kèm số điện thoại cho Milan nhá. Mã số 10, 100.000. Sám của chị Phạm Thu.
này nữa này, đẹp chưa? Kiểu hoa hai dây đẹp nhỉ. Rồi xe S này, xinh quá. Giờ lại một con bánh bèo tiếp cho mọi người, tầm 45 cân, 46 cân nhá. Rồi mã số 15, 80.000, đẹp quá, con này rất đẹp luôn. Mã số 15, 80.000 cho em. Mã 10 của chị Giang còi. 15, 80.000. Làm con yếm này. Bốn tám cân quay đầu nhá, 48 cân quay đầu, xuất sắc luôn. Mã số 20 70.000, mã số 20 70.000, mã 15 của chị Huế Dô. Rồi cái này lồng với sơ mi trắng cho em. Cân quay đầu này, cái này là cổ với sơ mi trắng nhá. 58 cân quay đầu, quay đầu size L này. Mã số 22 70.000, 70k mã số 22. Mã 20 của chị Hoàng Nguyệt. Con này còn nguyên tang nhá. Bé thế nhỉ. Bao nhiêu cân này? Không, tầm 45 cân đấy chứ. Bé gì đâu. 45 cân quay đầu này. Rồi chốt cho em mà mới nhá, mới 70.000. Chốt cho em mà mới 70.000. Mà mới 70.000 nhá, 45 cân quay đầu. Mã 22 của chị Cá Mập. Rồi con HM nhá. Một con HM size XS này. Đó, ai bé thì mà chốt con này. XS nhá, size H à, con HM XS này. Rồi chốt cho em HM nhá, 60.000 HM size XS. 60k. Mã mới của chị Nai Thỏ. 58 cân quay đầu. Rồi, quá đẹp. 80k mã số 20. 80.000 mã số 20. Ủa, con này đẹp quá. 58 cân quay đầu, tầng 3 tầng luôn này. 3 tầng luôn. Ui, lại con này nữa này. Có rút đeo không? Rồi có rút eo hẳn hoi luôn. Ê ơi tình yêu nhá. Con này còn nguyên tang này. Mới qua đấy. Đó, con này 58 cân quay đầu này. 8. Mã 20 của chị Cá Mập. 58 cân quay đầu này. 100k mà số 22. Mà số 22 100.000. Rồi, các chị làm mà thích hai dây thì chốt ngay con này cho em nhá. Con này size S này. Bản chân đẹp chưa? 70.000 size S. 70k S gạch ngang số điện thoại cho em. 70.000 S gạch ngang số điện thoại cho em. Mã 22 của chị Nguyễn Thanh Hằng. Rồi, con này là oversize nhá. Một con oversize cho em này. Tầm 60 cân vẫn vừa nhá. Rồi chốt cho mà váy vàng 80.000. Váy vàng 80k kèm số điện thoại. Mã S của chị Phạm Thu. Váy vàng này kèm số điện thoại. Rồi tiếp theo con select xanh. Từ 45 cân đến 58 cân vừa. Nhưng mà theo em là một người thất đai và xinh lắm. Xanh 70.000. Chốt mà xanh đẹp nhỉ. Trắng kinh khủng. Mà xanh 70.000 giúp em Lan. Xanh 70.000. Mã vàng của chị Đặng Phương Linh. Váy đi biển size SML vừa nhá. Váy đi biển này, size SML vừa. Váy đi biển 50.000. Ôi, một con váy đi biển màu quá xinh. Váy đi biển. Nhá. Con này chốt trên mã điệu 99.000. Con xanh bị rách á. Rách ở đâu đây? Váy đi biển của chị Giang còi. Mai tắt hết. 58 cân quay đầu chốt trên mã điệu. Mã điệu của chị đồ đáng ghét.
21 cân đổ lại chốt gen vàng 89.000. Gen vàng 89k nhá. Còn đẹp nhỉ. Rồi gen vàng 89.000. Đẹp thế. Rồi size 120.000. Không nói nhiều. Mới 100%. Không nói nhiều, size S 120. Mới 100% nhá, mới 100%. Size S 120, quá đỉnh luôn. Trên nào không chứ? Hả? Lên vàng đẹp. Ô, không vàng. Rồi chị Huế Vô, Huế Dô xanh. Má gì đấy? Tưởng là má gì đấy? Rồi kẻ size M này, kẻ 75.000 size M. Chốt trên má số 1. Kẻ má số 1 nhá. Đây nhỉ? Con này dạng áo nhá. Con này dạng áo đấy, hơi to đấy các chị ạ. Mới nguyên 58 cân quay đầu. Chốt trên má số 2. Má số 2 70.000. Mã số 270. Mã số 270k. Caro của chị Minh Minh này. Minh hôm nay nghe máy chưa? Lúc em gọi thì chưa biết, còn lúc ấy gọi thì không biết. Em gọi thì chưa nghe. Rồi có lại đẹp quá các chị ơi. Này, hai tầng nhá. Em đọc chốt người to lên. Ok tình yêu. Chị biết rồi nhá. Kể à, luôn lắm. Mã 2 của chị đồ đáng ghét. Kể của ai đấy? Kể của chị Minh Minh. Rồi 52 cân quay đầu, 51 cân quay đầu. Con đen này đẹp, rất là đẹp nhá. Đen 80.000. 51 cân quay đầu, chốt trên mã đen 80.000 cho các chị. Đây này. Trói quá nó không lên được. Cái này con này đẹp lắm. Thế nhá. Này, ngọc này. Con này đẹp kinh người luôn. Có thấy Nguyễn Liếu nhá. Mã số 2 80.000. Đây, 80.000. Cái gì? Màu gì? Đen. Màu đen 80.000 này. Rồi xanh này. Con này tầm 47 cân. Cái này là kiểu dáng hàng thiết kế cho em nhá. Hàng thiết kế này. Rồi con này này 80.000 mã số 3. Màu đẹp quá. 80k mã số 3 giúp em Lan này. 80k mã số 3 này. Ok tình yêu. Ok biết rồi. Mã số 3 này. Phạm Thu này. Đen của ai đây? Thôi đi nhanh lên mẹ mày. Mày giúp anh mẹ bất thường đâu rồi đấy. Đang xem mã đen của chị Hằng Nguyễn. Vân Anh đứng lên, tôn cả khóa cho chị. Cái này hết rồi. Chị hết đúng rồi. Tôn Hằng đi. Còn mã số nữa. Khoảng là 52 cân. Chị Hoàng Phương Thanh gọi không nghe máy không? Em bảo này nhưng mà gọi chị có nghe máy không? Chị có báo dồn đơn không tình yêu? Rồi, quá đẹp luôn. 55 cân quay đầu, con này chốt cho em 101 mà số 22. Xuất sắc luôn này. Size S mà 55 cân quay đầu. Xinh nhỉ? Cái này nó in. Ok này. Bốn mươi lăm cân quay đầu, chốt cho em mã hoa 60k. Hoa 60.000. 45 cân quay đầu nhá. Hoa 60.000. 45 cân quay đầu.
đẹp quá. Hoa này, XS của chị Ngọc Thủy này, hoa của Nguyễn Tha này. Con này đẹp quá các chị ơi, này này. Con này tầm 45 cân thôi các chị nhá. Rồi mặc lên con này thì chị Huế Dâu vừa con này này. Chị Huế Dâu ơi, Huế Dâu vừa con này này, Huế Dâu này. Huế Dâu đâu rồi? Rồi con này 9.000 cho em sẽ thôi. Bạn nào tầm 45 cân quay đầu nhá, 45 cân quay đầu mới vừa. Xinh quá, đây này. Mình thích thì mình có thể mặc như thế này. Nếu mà không thích hở thì lên như thế này này. Rất là xinh. Em thấy con này đẹp kinh khủng luôn. Mình chẳng đi đâu để mặc luôn ý. Bao nhiêu nhỉ? 90.000. Bao nhiêu? 90. Tổng 40.000. À thì chụp 90.000. 40.000. 90k của chị Huế Dâu. Zoom size L các tình yêu. Zoom size L. Rồi, chốt cho em con zoom này 70.000. Zoom size L 70k các tình yêu nhá. Zoom size L 70.000. Đó, ai lấy cái này chốt cho em mà zoom size L 70.000. Zoom L 70k. Áo đi biển size S 69.000. Chốt cho em đi biển 69.000. Làm gì có mà là 49.000. Theo mi nhon mà zoom này. Theo nhon dồn đơn đúng không? Rồi, chốt cho em con này là đi biển xe chăn còi. Lại thêm một con 2 dây này, chất cốt tông này. 2 dây xòe ngắn vừa phải này. 60.000 chốt cho em 2 dây đen. 2 dây đen 60.000 nhá, xinh nhỉ. Xe thôi các tình yêu ạ, 46 cân thôi. 46 cân coi đầu nhá. Người giật này. Size M, đỉnh size S này. Con này tầm khoảng 50 cân. Chị Lào Hải Vân chốt hàng kèm số điện thoại. Hàng hiệu 101. Trời ơi đẹp quá. Hàng hiệu 110.000 cho em Lan nhá. Ai lấy con này chốt cho em hàng hiệu 110.000. Đỏ đẹp quá. Đẹp quá. 47 cân đổ lại này. Chốt cho em mà kẻ 70.000. Kẻ 70.000. Đó, ai lấy kẻ chốt kẻ 70.000. Kẻ 70.000 cho em. Chốt mà kẻ 70.000. Hàng hiệu của chị Nai Thỏ. 52 cân đổ lại nhá. Chất cốt tông. Con này kiểu chất cốt tông chất cốt tông giống kẻ váy body em hay mặc ý. Kẻ của Tú Trinh Vương. Giờ con này chốt cho em mà số 1 60k. 60k mà số 1 cho em Lam nhá. Cái đấy tưởng mà đấy là mà zoom. Phải không? 60k mà số 1. Rồi con này dành cho chị nhá. Váy này tầm khoảng 58 cân đổ lại này. Chốt cho em váy đen 60.000. Mà đen 60.000 58 cân quay đầu này. Chốt cho em váy đen 60.000 này. Má 1 của chị Nguyễn Giang. Mắt cúc cổ này đẹp lắm, mắt cúc cổ. Rồi lại mấy em size S bé tí đẹp tem. Bốn mươi lăm cân quay đầu đó. 45 cân quay đầu mới vừa con này bé lắm. Tầm 45 cân quay đầu rồi nhá. Rồi chốt cho em mà đẹp 90.000. Đẹp quá. Mà đẹp 90k cho em. Xinh kinh khủng luôn. Mã đen của chị Nguyễn Ngọc Linh. Rồi hết chó rồi. Rồi chốt cho em mà đẹp 90.000. Mà đẹp 90.000 này. Năm mươi cân quay đầu. Chốt cho em mà số 7 90.000. Ok này. Ok nhá. Rồi chốt cho em này. Mã số 7 đúng không? Mã số 7 9.000. 50 cân quay đầu này. Chị Thu Trang chốt hàng kèm số điện thoại nhá. Hôm nay không phải là Tuyết chốt hàng. Hôm nay người khác. Hôm nay người khác. Rồi em một em Gen này F21 này.
Rồi, F21 size gì đây? Size M. Chốt cho em F21 80.000. F21 80k. F21 80.000. Hàng hiệu luôn nhá, size M. Đẹp quá. Mã 7 của chị Ngân Vũ. F21 này. Ngọc này. Rồi, lụa xanh than này. Ngọc có một đơn nhá. Một con xanh than hàng hiệu chất lụa cho em, size M. Lụa 60.000, xanh than này, lụa 60k hàng hiệu này. Lụa 60.000. Má gì, má này má gì đấy? Má đẹp cũng hơi chốt mà. Này. Thế sao mất đi? Sao đâu này? Để dặn sau đi, không cần tí bốc lại cũng được. Chị Ngọc này là chị Ngọc đơn đấy em của chị 991 đúng không? Ngọc, khách quen đi. 991 F21 của chị Ngọc. F21 rồi, cái này 55 cân đổ lại nhá. Chốt trên má mỏng. Mỏng 69.000. Mỏng 69k. Lên con đen hàng hiệu tiếp cho các tình yêu này. Size M nhá. Đen cũng 60.000. Đẹp cực kỳ luôn. Mặc sang chảnh vô đổi luôn các chị ạ. Đen 60.000. Bình thường mọi người không mua được những cái con như thế này đâu. Không mua được đâu. Hai con này hàng nhãn hiệu giống nhau này. Hàng xịn sò nhá. Để về 60.000 thì chỉ mua hàng gia công thôi. Trời ơi cái mác của nó này. Đây nhá. Đó. Đen 60.000. Miến giang này. Má mỏng của Hồng Phạm này. Rồi yêu chưa, yêu chưa. 52 cân. 51 cân đổ lại chốt cho em mà zoom. Zoom 70k. Zoom 70.000 nhá. Ai lấy zoom chốt zoom 70.000. Điệu quá các chị ạ. Tầm 51, 52 cân đấy. Size này size M nhá. Rồi váy học sinh cho em. Váy học sinh này 48 cân quay đầu. Váy học sinh 90.000. Váy học sinh 90k. Váy học sinh 90.000. Du Ngọc Thủy đầu tiên. Rồi con này size S cho các chị nhá. Dành cho chị tầm 46 cân quay đầu. Chốt cho em con này là 95.000. 95k kèm số điện thoại. Đẹp nhỉ. Quá đây. Con này bán rẻ nhá. 95.000 kèm số điện thoại cho em Lan. Theo. Sắp về rồi. 52 cân đổ lại nhá. Chốt cho em má theo 79.000. Má theo 79k. Nguyễn Kha khách quen này. Em bây giờ em thấy. Ủa hôm nay nhiều. Rồi chốt cho em má theo này. Má 95 này. Lò Hải Vân. Mẹ đọc tưởng Lò Hải Vân. Mình bảo sao con này lại vào đây chốt hàng. Zoom là con nào? Zoom của chị Ngọc Thủy rồi. Má theo của Hồng Phạm này. Chị Thanh Phan. Thanh Phan là con nào chưa? Rồi đẹp quá các chị ơi. Con này siêu đẹp nhá. Dài qua gối này. Con này dài qua gối. Thích mặc suông thì để suông cho em. Thích mặc suông thì để suông, còn không thích mặc suông thì thắt đai vào cho em như này. Đẹp nhở. Rồi chốt cho em má đẹp 90.000. Đẹp quá. Chốt cho em 90k má đẹp. Má đẹp 90.000. Này con giống vừa xong này. Hai con. Ừ có hai con vừa xong tranh nhau. Rồi chốt cho em yếm 70.000. Yếm size L nhá. FML đều vừa. Ok bạn, chị ơi chị nhắn tin cho em đi. Tại khách mới đặt hơi nhiều nên là em hơi lo. Đẹp của chị Thúy Nguyễn. Đẹp của Thúy Nguyễn này. Để cho em đi, em lấy cái gì em? Rồi yếm này, đồ đáng ghét này. Em lấy cái gì em chốt gió thôi em nói thế chị không hiểu. Đỏ, đỏ size M này. Đỏ size S thôi. Con này 50 cân đổ lại. Đỏ
đỏ 70.000, hôm nay nhiều hàng kiểu đi tiệc quá, đỏ 70.000 cho em. Hôm nay rất nhiều đồ đi tiệc này. Tam 30 này. Hả? Bốc bốc thêm vào đi bên đây, hết rồi. Qua đầu gối luôn. Cái này kết hợp với áo trắng cho em nhá. Rồi cái này chốt cho em mã số 280.000. Mã số 280.000 này. Đỏ tổng khoảng 50 cân thôi. Đỏ của Thành Phạm này, đỏ tầm 50 cân thôi. Con này size L vừa nhá. ML vừa. Nó là dạng yếm đi. Qua đầu gối đấy. Rồi. Đợt trước là có một chị chốt một cái áo này. Cái này là giống một cái áo đấy. Mã 22 của chị Ngọc Thủy. Không biết là khách nhà em có được chốt con áo này không. Em nhớ là có một con áo như thế này. Nó là dạng áo, bây giờ là có con váy 53 cân qua đầu, 101 cho em. Cái này là đá này. Này, đá cho em nha. Bao giờ về thì chốt cũng được vậy ạ. Size L, tầm 55 cân vẫn vừa đấy, 101 này. Hôm trước em bán áo này đã là 100 rồi. Hôm nay váy thì 101 thôi. Bốn mươi lăm cân quay đầu chốt cho em hồng. Hồng 70.000 đẹp này. Không, bình thường được. Hồng 70.000, 45 cân quay đầu chốt cho em hồng 70.000. Hồng 70.000 này. 110k của chị Minh Nhiên. Sao đầu mình lại bị tím nhỉ? Đầu lại bị đau nhỉ? Yếm hôm nay ít lắm. 47 cân đầu lại này. Chốt cho em mã số 169. Mã số 169.000, 47 cân đầu lại. Ồ, em thấy mấy cái con đẹp mà toàn con bé thôi. Mấy cái con kiểu 2 dây kiểu thiết kế mình đi tiệc, sinh nhật, đám cưới mà toàn con bé. Mà số 1 tầm 50 cân vẫn vừa này. Hồng của chị Nguyễn Khang. Thầy sao chị thích con váy này lắm nhé. Đây này. Thầy nó đẹp ấy. Em này. Không hiểu mọi người thấy thế nào. Em thì em thích con này kinh khủng luôn. 69k của chị Huyền Derby. Size M 130.000. Em thích con này giá man luôn. Size M 130.000. Size M 130.000. Đẹp quá. Không hiểu tại sao em thích nó thế. Size M 130.000. Tốt đúng nhá. Rồi 2 giây tiếp này. Con này 52 cân quay đầu. Size M của chị Ngọc Thủy. Rồi bị lối rồi. Bốn mươi bảy cân quay đầu chốt em săn lách 70.000. Săn lách 70k. Mã số 3 đi. Mã số 3 70.000. Mã số 3 70.000 tầm 47 cân quay đầu nhé. Hàng hiệu này, zoom size M. Một con zoom hàng hiệu size M. Chất nó là chất gì nhỉ? Chất lanh ý, đẹp quá. Màu đẹp nhỉ. 89.000 mã số 22. Mã số 22 89.000. Mã số 22 89.000 khác. Ồ, nó cứ canh quẩn thì quên thì. Rồi áo khoác ren cho em nhá. Khoác ren size SM. Rồi khoác ren cho em 50.000. 50k khoác ren này. Chốt khoác ren 50.000, hôm nay bán rẻ, tranh thủ mua nhá. Hồi sinh nhỉ. Mã 22 của chị Hà Nhi. 56 cân đổ lại. Mã số 30 75.000. 75k mã số 30. Ok ạ. Mã số 30 75.000. Không ai chốt đâu. Không. 50k là con gì? Con gen Hoàng Anh có số điện, được có đơn chưa? Phạm Hoa cái gì 50.000? Phạm Hoa đi.
Phạm Hoa chốt khoát cho em cái gì? Có máu là 50 không? Không kèm đâu. Không, chốt đúng thôi. Đố thị Xuân Phượng đi. 50.000. Chị Hoàng Anh, chị chốt gì nhỉ? Em không hiểu. Loạn lên rồi. Chị Đỗ Thị Xuân Phượng cho em xin lại số nhá. 2 giây size SML này. 2 giây size SML vừa nhá. Đó là size M. 58 cân quay đầu. 58 cân quay đầu này. Rồi chốt cho em này. 80.000 mà số 29. Mà số 29 80.000. Làm con zoom tiếp. Rồi ạ. Zoom HM. Cái này zoom, con này zoom HM, em nghĩ nó là size L đấy. Zoom HM size L nhá. Màu đẹp chưa? Rồi mà em zoom hàng hiệu cho mọi người. Một con zoom HM hàng hiệu. Tóm lại bây giờ em bán con này 100.000 và số 35. Mà số 35 100.000. Mà số 35 30 này con nào. Mã số 30 75.000 này. Ngân Nguyễn chốt mã số 30 thì ghi cho chị là 3 mã số 30 kèm số điện thoại cho chị nhá. Mã số 30 kèm số điện thoại. Mã số 35 kèm số điện thoại. Mã số 30 kèm số điện thoại. À 35 à? 30. Mã số. Nhưng mà cái zoom là số 35 đúng không? Vâng. Nguyễn Ngân, Nguyễn Nguyễn mặt số 30 nha. Ôi, tụt dây rồi. Ôi, vụ này chị. Mã 35 của chị cá mập. À. 52 cân đổ lại chốt cho em mà hồng 60.000. Hồng 60.000. Hồng 60k. Hồng 60.000. Thoát đi đâu bây giờ? Cái này chị không hiểu luôn. Bấm này. Bấm nhưng mà nó là áo khoác hay là váy? Váy chứ. Là áo khoác. Đấy em tí nhá. Thế này có cái lồng chứ nhỉ? Thế thì nó sẽ hở à? Đó có cái ở đây. Đúng rồi, chuẩn luôn, chuẩn men nhá, đợi em chỉ. Con này đẹp quá. Rồi xong. Size M, đẹp chưa? Sang chảnh nhỉ? Rồi size M. Rồi size M tầm 55 cân cho các chị này. Rồi em bán giá trên 90.000 mà số 25. Mã số 25 9.000. Mã 29 của chị Đỗ Thị Xuân Phượng. Đỗ Xuân Phượng với Xuân Phước cái gì? Thôi ven chị có chốt không? Có. Chị có chốt mã số 29 không? Không. Rồi mã số 29 chị Đỗ Thị Xuân Phượng này, con này đẹp mà. 29 của chị Đỗ Thị Xuân Phượng. Rồi con này size S này, 45 cân thôi. Mã số 1 60.000. Mã số 1 60k cho em. Mã số 1 60.000. 35 chị có được nhá, chị cá mập nhá. 25 chị cũng được này. Hôm nay chị hen quá. Mã 1 của chị Phạm Thu. Bốn mươi sáu cân quay đầu chốt cho em hồng nhá. Hồng 60.000, hồng 60k. Hồng 60.000. Siêu phẩm.
phẩm luôn. Những cái con đẹp này sao nó bé thế chứ. 89.000 chốt cho em mà bé đi. 45 cân quay đầu. Hồng của Tô Trà My. Trời ơi con này đẹp quá. Chị Tô Trà My chốt hàng cái số điện thoại nhá. Sao mấy con này chỉ dành cho người bé tí luôn. Chỉ dành cho những người bé đấy. Rồi hiếm lâu này. 48, 50 cân đổ lại nhá. Không, 48 cân thôi. Hiếm lâu cho mọi người giá 60.000 hiếm lâu. Hiếm bé, lâu 60.000. Bé của chị Phạm Thư. Hồng của chị Tô Trà My. 58 cân quay đầu. 58 cân quay đầu và siêu phẩm 150.000. Váy siêu phẩm 150.000. Kiếm của ai? Phương Còi à? Kiếm 60.000 con đơn này. Mà Yếm đúng không? Siêu phẩm này. Yếm của chị Hương Còi. Chốt cho em mà siêu phẩm 150k kèm số điện thoại. Con này của Phạm Thu này. Mà bé của Phạm Thu. Thôi Vân Anh đút đi. Ôm cái bọn này. Đút đi Vân Anh. Yếm lâu Hương Còi. Bé của Phạm Thu. Con bé đẹp lắm ý. Siêu phẩm của chị Thúy Nguyễn. Rồi khoác. Con này tầm khoảng bao nhiêu cân? Em nghĩ là tầm khoảng 53, 55 cân vừa nhá. Khoác theo 89.000. Khoác theo 89.000. Của chị Đặng Phương Linh. Năm tám cân quay đầu này. Mã số 1 nhá. 58 cân quay đầu. Mã số 1 60.000. Này. Ơi, nhưng mà cái đơn của em hôm nay chị thủy rồi. Mã 1 của chị đồ đáng ghét. Không ít, mấy cái kia lằng nhằng đúng không? Rồi, CS 40k này. Kiếm CS 40.000. Kiếm CS 40k kèm số điện thoại nhá. Kiếm CS 40.000. Siêu phẩm luôn, đỉnh cao luôn. Quá đẹp. Cái này là theo nhá các chị nhá. Dáng hơi baby doll cho em. Đẹp nhỉ. Mình thì cứ thích kiểu mấy cái dáng này cơ. Đẹp thế, bao cân? 60 cân. To thế. Không, mày đi, mày phải xem cái cổ vai chứ. Thế à? Ừ. Cái dáng nó baby doll thì tất nhiên cái tảng nó phải rộng rồi. Nhưng mà quan trọng là cái cổ vai của người bao nhiêu cân vừa. 55 cân, 57 cân. Rồi cái này 160 đi. 160 cho em. Cả kiện được mẫu hơn đấy đây. Con này em đẹp này. Mỏng nhá. 48 cân quay đầu này. Chốt cho em ren trắng này. Ren trắng 70.000. Ren trắng 70.000 này. Thành Phạm 160.000. Cánh rơi này. 50 cân quay đầu. Chốt cho em 50.000. 50k cánh rơi. 50.000 cánh rơi này. Cánh rơi này. Ren trắng Nguyễn Kha này. Size L 58 cân đổ lại. Chốt cho em này.
Mã số 180. Mã số 180k này. Con này đẹp nhá. Mã số 180.000 cho em Lan. Cảnh rơi của chị Nguyễn Hương Lan. Ôi đẹp nhỉ, sao mà bé thế? Bé trẻ con à? Hỏng quá đi. Nhìn này. Rồi, 40.000 chốt cho em mã đỏ. 50 cân quay đầu nhá, mã đỏ 40.000. Thôi, mọi người mặc con đỏ đấy vào thành làng bạch tuyết luôn ấy. Mã 1 của chị Duy Trân. 47 cân quay đầu này, chốt cho em mã số 270.000. Mã số 270.000, 47 cân quay đầu. Đống như là hết. Thế nay tối nhanh không? Nhìn cái đống gì à? Cầm màu ngày rồi đấy. 50 cân đổ lại này. Chốt cho em mã số 7. 70.000. Mã số 7 70.000 cho em Lan. Mã số 7 70.000. Mã số 7 70.000 này. Mã số 2 này. Mà con này. Một của ai? Một của chị Duy Trân, chị Nguyệt. Hai của Hằng Nguyên này. Mã số 7 này. 70.000 này. Duy Trân là ai? Thanh Nguyệt Lê. Thanh farm được một con rồi còn gì nữa? Mấy cả toàn thước sau thôi. Đâu rồi? Sao lại vứt ra? 58 cân quay đầu, con này chốt xem này. 79.000, 55 cân quay đầu thôi. 55 cân quay đầu, chốt xem 79.000. 79k, 55 cân quay đầu. Phải hồng 6.000 đúng không nào? Quá đẹp. 51 cân quay đầu, 89.000 chốt xem mã đẹp. Mã đẹp 89.000. Mã đẹp 89.000. Em không xem lại màu đâu chị ơi. Bây giờ vứt luôn vào đống rồi. Mã đẹp đúng không? Mã đẹp quá. 2 dây size S này. Cái này em đang rút dây nó hơi ngắn. 2 dây size S nhá. Mã đẹp của chị Phan Hồng. 2 dây xe này. 2 dây 50.000. 2 dây 50.000. 45 cân quay đầu này. Rồi chốt cho em xanh 50.000. Mã xanh 50.000. Bọn anh bắt đầu nghề đấy. Chưa ngủ lắm. Tôi đợi nó như thằng luôn ạ. Sau đó bắt đầu nó cuốn lên. Rồi bà tiếc cũng cuốn đi. Chị ngồi nhìn ai bà cuốn. Rồi. Mã xanh của chị Phan Hà. 57 cân quay đầu này. 57 cân quay đầu nhá. Chốt xem mã số 70. 90.000. 90k mã số 70. Con này mặc lên siêu đỉnh luôn, tay của nó ơi. Hết. Mã số 70 nhá. 90.000 mã số 70. Kẻ khoét lưng size S. Chốt cho em này, áo khoét eo. Rồi. Đồ đáng ghét mã số 70 này. Mã số 71 70.000. Đẹp quá. Mã số 71 70.000. Cái này size S thôi các chị nhá. Thế thì tầm 48 cân đi. Mặc lên khoét eo này. Con này có 2 con liền. 89.000. 55 cân quay đầu, chốt cho em 89k. 55 cân quay đầu, chốt cho em 89.000. 89.000. Là chốt mã 70. Ồ, chốt mã 70, mã 71. Sao? 71 của chị Nguyễn Kha. Quần à? Là quần.
Rồi, hiếm quần siêu phẩm luôn. Ai nghiện thì chốt ngay. Size S 80.000. Hiếm quần nhá. Size S thôi, 80.000, tầm 48 cân thôi. Cân quay đầu này, chốt cho em mã số 75 75.000. Mã số 75 75.000 cho em. Tầm 50 cân nhá. 50 51 cân. Mã số 75 75.000. Yếm quần của chị Limi zoom 2 giây size L. Các chỉ thừa xử lý từ bên trong. Cái này chỉ chốt cho khách quen thôi. Mã 75 của chị Limi. Cái bên trong nó hơi bị sờn vải một tí nhá. Em sẽ bán rẻ và chỉ chốt cho khách quen thôi. 40.000 chốt cho em zoom 40.000 này. Mọi người chốt đi. Zoom bị xước chỉ 40.000. Chốt đúng cú pháp cho em. Zoom bị xước chỉ 40.000. Mà không bị ở bên trong thôi, không sao nhá. Zoom bị xước chỉ 40k. Chỉ chốt cho khách quen thôi. 50 cân đổ lại nhá. 50 cân đổ lại chốt cho em mà hoa. Chốt cho khách quen đây. Rồi chốt cho em mà hoa 70.000. Cá mập zoom này. Hoa 70.000. Zoom cho chị cá mập nhá. Rồi chốt cho em hoa 70.000. Chị Giang Còi. Đẹp này, 48 cân đổ lại. Khoét lưng bản sâu rất là đẹp này. Mà số 1 80.000. Chốt ngay con này đi sắp hết rồi. Mà số 1 80.000. Mà số 1 80.000. 50.000 chốt trên mã số 2 size S. Mã số 2 size S 50.000. Mã 1 của chị Phạm Thu. Rồi, mã số 3 50.000 size S. Mã số 3 50.000 size S. Mã số 1 con này. Một của chị Phạm Hương. Mã số em bấm nhi cho số điện thoại này. Mã xanh của chả cá mập này. Chốt cho em mà 2 giây size M 50.000. 2 giây size M 50.000 này.
Đó, 2 giây xem bờ 5.000 nhá. Mẹ. Tự dưng thì chưa được nợ nguộc của quá nên nợ cháu làm. Sao? Nhân cái điện thoại về nó bảo cho. Nó nói xin sang thì mới làm gãy đôi. Thế nên bây giờ còn nợ nguộc của mình là kịp bù. Trả được cái nào mà nó hỏng máy của mình. Sao hỏng được máy? Xin gãy đôi làm đè. Chị làm lại sim. Ôi giời. 2 giây của chị Nguyễn Thanh Hằng. Đó. Sim của mẹ đăng ký, đăng ký chứng minh thư của mẹ à? Hôm đó là vừa hết hạn để nó ấy rồi, xong này đi ra đăng ký chứng minh thư rồi. Thế chụp chứng minh, đưa chứng minh thư cho bảo Tiến làm cho. Làm luôn à? Ừ. Mai có luôn nha. 53 cân đổ lại 60k chốt trên mạng hồng. 60.000 chốt trên mạng hồng nhá. Đẹp quá. Cái máy váy hôm rồi ấy xanh thì giấu. Giấu người. Phải cắt chứ. 60.000 chốt trên mạng hồng. Trắng mỏng size S nha. 50.000. Trắng mỏng size S 50.000 này. Trắng mỏng size S 50.000. Rồi gì? Hồng của chị Nguyễn, Nguyễn Liếu. Trắng mỏng size S 50.000 mọi người nghỉ nha. Trắng mỏng size S 50.000. Ai lại trắng mỏng chốt không? Trắng mỏng này. Tuấn đang làm việc, mày bảo tao ăn cái con này nó chỉ thích ăn đồ ăn khỏe à. Ăn khỏe lắm. Trắng mỏng này. Của Bi này. Con mẹ nó vừa gọi điện. Nói gì vậy? Gọi bụi mùi nó ra. Tự dưng có những mùi gì nhỉ? Chán. Tao chịu một con là gì? Lớn thì mùi chán thì cũng chán. Này, tay của nó này. Xăng 5 nữa để chồng cho hoa lên đây không bác? À, hoa. Mọi người nghỉ nha. Gửi gạo lên bác gửi lên. 2 giây thun, 2 giây thun nó nào ạ? Mọi người hôm nay nghỉ sớm này, mai em like tiếp nhá. Mai sẽ bù cho mọi người rất nhiều nhiều nhiều. Đây này còn từng đây nhá. Ở cái sao này còn từng đây, em mai xả đồng giá là 40.000. Thôi để dành mai xả đồng giá nhá. Mai sáng mai tầm khoảng tầm 10-11 giờ đi. Thế xả đồng giá là 40.000 một chiếc mọi người nhá. Cái hàng sao này mai xả đồng giá này. Cái này để em mai xả đồng giá nữa chị. Nhớ nhá, tầm 11 giờ đi. Hoặc là 10:30 thì là mọi người biết là hôm nào mà xả. Nghĩa là còn những con váy thừa thì em sẽ xả sang ngày hôm sau là váy đồng giá cho các chị. Là đồng giá 40.000 và 50.000 nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.